Hello mọi người, thì hôm nay là trên tay của Phú Quang ha, thì là có cái bộ catalog của Fancam. Thì Fancam là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới, chuyên về những dòng phụ kiện accessory dùng để hỗ trợ quay phim. Trên tay của mình thì sẽ là cái bộ Fancam dành cho Sony A7R5, A7R4, A1 ha. Ok, thì cái bộ này nó sẽ là cái bộ kit. Kit là nó sẽ bao gồm là khung vít và cái top handle. Ok, bắt đầu mình mở ra. Đây, thiết kế về màu sắc của Fancam á rất là đẹp ha. Cái này á, là 100% sẽ là nhôm nguyên khối, nhưng mà là họ mạ màu, họ thêm những cái đường vân nè, nhìn rất là đẹp. Còn đây là những cái kết nối F22 và đây là logo của Fancam ha. Đế dưới này để dùng để gắn với lại những chương máy thì nó sẽ tương thích luôn cả chuẩn của Big Design và Acacia Switch, có nghĩa là bất kỳ chương nào trên thị trường hiện thời đều có thể gắn vô. Còn cái top handle này á thì nó sẽ bằng là nhôm nguyên khối, đây là logo Fancam ha. Và cái này á, thì cầm trên tay á, cảm giác rất là gỗ nhám. Cái điểm khác biệt của Fancam đó là hầu hết tất cả các kết nối là đều là bằng nút bấm hết. Rồi đây đó, và khi mình muốn thấy là lấy ra thì chỉ đơn giản là bấm cái là lấy ra. Ok, thì ở trong hộp này sẽ có bao gồm luôn cả một miếng này. Ok, gắn vô đây, mình gắn vô xong cái là chắc chắn rất là đẹp ha. Cái này sẽ là cái kẹp dùng để kẹp những cái dây tether hoặc là HDMI. Cái tay cầm của Fancam á, nó rất là hay, có nghĩa là thiết kế như thế này, mình thể dùng bên trái hoặc có thể đặt bên phải, cái nó đều như nhau hết, nó không phân biệt là tay cầm bên trái và tay cầm bên phải ha. Và khi mình kết nối với Git nè thì đơn giản là mọi người rồi đó, để lên và khi mình muốn tháo ra bấm xuống. Ok, thì khi cái tay cầm của mình đưa nè, ok, nằm hướng bên này thì cái này sẽ gắn bên đây ha. Đó, thì giờ mình có thể là gắn nè, trên cái phạm vi này mình sẽ lắp thử một máy, đây là cái máy A7R3. Ok, đây đó, bây giờ mình đang thử đây. Còn ở đây là nắp pin nè, dễ dàng ha, nhẹ nhàng. Thì đây là một cái bộ hoàn chỉnh dành cho những người đam mê quay phim. Rồi đây, ví dụ mình đi góc thấp nè,